sốc với đối thủ số 1 của tuyển nữ Việt Nam. Thầy trò Mai Đức Chung có trận giao hữu trước thềm World Cup gặp chủ nhà New Zealand vào lúc 17:30, 12:30 giờ Việt Nam trên sân Mickleham Park khi phải đương đầu đối với đối thủ lớn nhất là thời tiết. Khí hậu ở thành phố Napier thời điểm này rất khó chịu. Hai ngày cuối tuần qua, mưa gió rất thất thường, bầu trời thì xám xịt, nhiệt độ hầu như không tăng trên 13 độ C, luôn xấp xỉ 10 độ C. Điều kiện này không lý tưởng chút nào cho World Cup, thường diễn ra vào mùa hè. Với tuyển nữ Việt Nam vừa xong đợt tập huấn trong nước có khí hậu nóng ẩm, phải sang New Zealand sớm 2 tuần để làm quen với thời tiết. Đội chủ nhà New Zealand đang tập luyện ở Auckland suốt thời gian dài vừa qua đã thích nghi với khí trời gió mưa đồng đành. Huấn luyện viên Jitka Klimkova cho biết, chúng tôi đã quen thi đấu trong thời tiết này nên đối với các cầu thủ, điều này có thể là một lợi thế. Đúng là quá khó để thi đấu trong kiểu thời tiết này, trời lạnh, mưa, nhưng đội tuyển New Zealand đang tập trung vào những thứ có thể kiểm soát. Còn thời tiết là thứ chúng tôi buộc phải thích nghi. Trong buổi rèn luyện vào chủ nhật tại sân Mickleham Park giữa một trận mưa như chút nước, các cầu thủ New Zealand và ban huấn luyện ướt sũng khi họ tập trận như đá thật trong 90 phút. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng rơi vào cùng cảnh ngộ trước trận giao hữu với đội chủ nhà. New Zealand có thứ hạng FIFA cao hơn, 26 so với 33. Các vị khách phải dầm mưa tập luyện ở Mickleham Park khiến ban huấn luyện phải đẩy nhanh cường độ rồi cho kết thúc sớm. Ông Trung tiết lộ ông đã chuẩn bị sẵn sàng đến 99% mọi thứ cần thiết, đồng thời lưu ý cho các học trò phải giữ ấm, đối phó hợp lý với thời tiết. Khi đến từ vùng khí hậu nóng, báo chí New Zealand bật mí bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên vượt qua vòng loại World Cup và rơi vào bảng đấu rất khó khăn. Gồm hai đội vào chung kết World Cup 2019 là tuyển nữ Mỹ và Hà Lan cùng với Bồ Đào Nha ở bảng E. Trận đấu gần nhất của thầy trò Mai Đức Chung là thua, chủ nhà Đức 1-2 và đây là thuốc thử xứng tầm của New Zealand dưới thời huấn luyện viên Klimkova, người chỉ giành được 3 chiến thắng trong 23 trận đấu bà nắm quyền. Trong trận thua Đức, đáng chú ý tuyển nữ Việt Nam đã tìm cách kèm người rất chặt chẽ và ghi bàn ở phút bù giờ. Sau một cú nước rút của Thanh Nhã như vận động viên chạy cự ly ngắn, sự hào hứng ở lần đầu tiên trong lịch sử của các cô gái Việt Nam góp mặt tại đấu trường lớn World Cup cùng một thể trạng và tinh thần tốt là điều có thể gây bất ngờ cho các đối thủ. Huấn luyện viên Mai Đức Chung rất hài lòng với tình trạng thể lực sung mãn của các học trò, với tất cả đều không quá xuống sức hoặc bị chuột rút như trong lần chạm trán đối thủ Đức xếp hạng nhì thế giới. Dĩ nhiên, tuyển nữ Việt Nam hiểu rõ mình nên chắc chắn sẽ chơi thiên về phòng ngự phản công. Nữ huấn luyện viên Klimkova cũng có vẻ dành dễ thầy cho ông Chung, chúng tôi biết tuyển nữ Việt Nam có lối chơi phòng ngự rất khó chịu. Vì vậy, các cầu thủ New Zealand cần có nhận thức rõ nhằm tìm cách ghi bàn. Bên kia trên tuyến, huấn luyện viên Mai Đức Chung xem cuộc đụng độ với cầu thủ đội bạn New Zealand cao to hơn sẽ giúp các học trò ông học hỏi nhiều điều. Trước mắt, tuyển nữ Việt Nam còn phải vượt qua tiết trời âm u, mưa gió lạnh lẽo dự kiến sẽ tiếp diễn tại Mickleham Park. Tuyển nữ New Zealand lần thứ 3 vào vòng chung kết World Cup nhưng chưa từng có trận thắng nào. Anh